Rồi, xin chào các bạn nha. Thì mình chia sẻ và giới thiệu cho các bạn một cái cây mai giống quỳnh tý anh em. Cây này là cây lùm rin, ươm trồng từ hạt lên, cùng một lứa với này. Rồi thì cái cây này, phong cây nó có chiều cao là tầm 1 mét anh em. Cây bắt đầu nó ra bông này, bông nó nhỏ đều nha anh em. Bông nó nhỏ chắc bự hơn con út một chút. À, ngang ngón cờ út này nhỏ xíu à. Nhỏ nhỏ đều nha nè, nó bung hết luôn này, nó nhỏ đều rồi. Ông nào con nói nó nhỏ xíu rồi nè à. Nhỏ đều nó mới chắc nha nè, chứ không phải một hai bông nó đẹp đâu. Cái loại này là nó bị đứt hàng cách đây mấy năm mà bây giờ tìm lại này, ươm hạt lên thì nó đột biến, nó lai ra anh em. Không, ngang ngón tay thôi, nhỏ nhỏ đều hết trơn, bông nào bông nấy nó cũng dài hết nha. Một cốt thân rất là vót nha. Rồi anh em nào thích cái cây mai quỳnh tý này, cây rin này liên hệ nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 cánh nha anh em. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đó, 8 nó dao động từ 7 đến 9 cánh nha nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 này. Đó. Đấy, dao động từ 7 đến 9 cánh. Cánh nó nhỏ xíu cho nên mình đếm nó lâu quá nè. Nhỏ xíu à. Nhụy bung xì rất đẹp, màu vàng chanh nha anh em. À, cây này rất là độc đáo rồi. Lầm đều, tay cành chia đều tứ diện hết. Đó. Đó là cái phần cốt của nó này. Cốt như ngón tay cái nha nè. Nhỏ rồi. Nuôi cùng lứa với mấy cái đây mà nó lại chậm lớn hơn. Chậm lớn. Chung cây cũng được à 3 năm rồi anh em ha. Rồi anh em thích cái này liên hệ mình nha. Sưu tầm một cái cây mai giống lẻ rồi vậy mình chơi cho nó sinh động khu vườn mình ha. Rồi mình ghép một cái cây mai bông thường cho anh em xem này. Hôm nay cũng nho nhưng mà nó mới kiểu như là cái này nó không to gấp 3 lần cái hoa này. To lần gấp 3 lần cái hoa. Kích cỡ của cái hoa mai này, cây này à. Nhìn giống như khổng lồ với tí hoa nhỏ nhỏ đều hết vậy nên chứ không phải một một vài bông ấy đâu, cái giống này vậy.